Sun Anh Shop xin chào các bạn. Mình đang làm cho một vị khách ở tận Đồng Nai vào Sài Gòn làm một ổ khóa chống trộm chống cướp ha. Đó. Xài model SH 3 nút các bạn nha. Đó. Bộ này zin chính hãng Honda, núm CNC các bạn. Đó, núm này CNC nha. Đó, khác với những loại núm thường bình thường các bạn nha. Núm thường thì màu đen thôi, còn núm này núm CNC. Thì cái bộ này rất là dễ sử dụng, bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn xài các bạn nha. Rất là dễ sử dụng và rất là an toàn, chống trộm tuyệt đối luôn các bạn ha. Rồi mình muốn mở khóa lên nè các bạn bấm một cái dấu hiệu mà cái chìa khóa nè các bạn, cái logo chìa khóa nè. Đó, nó hiện đèn lên các bạn mở khóa lên ha. Đó, hiện đèn lên ha các bạn. Rồi lúc này mình đề máy chạy. Đó, để máy chạy nha. Giờ mình tắt khóa. Đó, tắt khóa. Nếu mà ăn trộm hoặc ai là không có remote này là không có mở xe được các bạn. Ví dụ như mình là ăn trộm đi, đó, mình nhấn vào không có điện, mình bẻ khóa luôn. Đó, bẻ khóa nó xe vòng vòng, nó không bắt điện nha các bạn nha. Không bắt điện. Nếu mà mình có cái remote này các bạn bấm nè. Bấm lên một cái là nó sẽ có điện ha. Đó, ok. Đó, là mình tắt khóa nè các bạn. Giờ mình muốn khóa cổ các bạn gạt qua một cái ha, gạt qua một cái. Bạn khóa cổ luôn ha. Đó, lúc này khóa cổ. Ví dụ như ăn trộm nó là nó mở khóa đi. Nó bẻ khóa cổ các bạn cũng không có ăn điện. Đó, cố tình dặn nè các bạn theo thay xe vòng 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 nó không có bắt điện các bạn nha. Đó. Đó, lúc này là mình muốn mở khóa cổ các bạn bấm vô cái hiệu logo này, các bạn mở khóa cổ ha, mở điện lên. Ok. Đó, các bạn muốn khóa cổ bên đây cũng được. Đó, các bạn bẻ qua bên đây, bẻ cổ qua bên đây ha. Rồi các bạn gạt về. Đó, khóa cổ. Ok, quá tuyệt vời luôn ha. Đó, đợi cho đèn nè, cái đèn nó hết chớp là nó sẽ khóa. Lúc này mình xài remote các bạn, cần remote mới mở được các bạn nha. Giờ mình cố tình mình dặn nè, nó sẽ vòng, thấy không? Đó. Giờ mình có remote, các bạn bấm một cái các bạn mới mở được. Đó. Ok. Quá tuyệt vời luôn. Mở yên điện. Xin lỗi các bạn, mình mở yên trên đây. Mình mở yên nè các bạn. Các bạn gạt xuống một ngớt ha. Các bạn nhấn vô cái cốc. Đó. Nhấn vô cái đó là mình phải mở yên được các bạn nha. Đó. Rồi, các bạn nhớ là khi các bạn mở yên điện xong các bạn phải gạt xuống một ngớt như thế này để khóa mở yên nha các bạn nha. Khóa mở cốp lên các bạn nha. Để mất công người ta mở cốp, người ta làm cái điều xấu ha. Đó, các bạn muốn mở cốp lên thì các bạn gạt lên một ngớt như thế này ha. Ok. Giờ mình sẽ thử tính năng chống dắt các bạn nha. Đó, chống dắt. Các bạn bấm cái lo các bạn. Đó. Cái logo cái lo các bạn thấy không? Các bạn bấm một cái. Đó. Đó. Nó hiện sáng đèn lên và nó kêu tít tít hai lần ha. Chớp đèn xi nhan hai lần là hiện tại là đang mở chế độ chống dắt các bạn nha. Em ơi, em đụng vô xe các em. Đó. Lần đầu tiên đụng vô xe thì nó báo hiệu cho mình đừng có đụng nữa. Lần thứ hai kêu tít tít, lần thứ ba đây. Lần thứ ba nghe kêu tiếng chuông, lần thứ tư em ơi. Đó. Rồi đụng nữa đi. Nếu mà cố tình đụng nữa, nếu mà dắt xe đi thì nó hú. Thấy các bạn. Đó. Dắt xe đi thì nó hú, chớp đèn xi nhan liên tục nữa đi. Đó. Đó, thấy không? Chớp đèn nhanh liên tục luôn mà hú còi, nếu mà cố tình đụng nhiều các bạn. Lúc này mình mở khóa lúc này các bạn. Đó. Mở khóa là cái nút này các bạn nha. Đó. Mở khóa nút cho chiếc xe này các bạn ha. Đó, logo chiếc xe đó mở khóa. Thì các bạn có thể kết hợp vào tìm xe trong bãi các bạn ha. Nếu mà chiếc xe mình nằm trong bãi, các bạn bấm cái lo này là biết xe mình nằm vị trí nào ha. Vị khách này làm là led Audi xi nhan được kết hợp vào chó đèn hình chữ Y các bạn nha. Đó, đá số đô màu luôn, rất là đẹp, rất là ấy. Rồi, cái bộ này có tính năng là khi mà trường hợp mà ăn trộm nó lên xe các bạn đi. Mình đang lưu thông ngoài đường đi ha. Đó, máy đang nổ các bạn. Ăn trộm nó lên, nó giật xe mình, nó chạy. Nó giật xe mình, nó cướp xe mình á. Thì các bạn bấm cái hiệu cái lo nè các bạn. Đó. Bấm là nó tắt máy liền, hú còi các bạn nha. Bấm cái lo nè, đó. Các bạn giữ luôn ha, hú còi nè các bạn thấy không? Đó, chớp đèn xi nhan liên tục luôn. Là ăn trộm nó đang quảng hồn chạy liền. Đó. Mình mở tính năng này là mở cái này. Nè, có điện lại nè các bạn. Đó, mình phải đề máy lại các bạn nha. Đó. Ok, quá tuyệt vời luôn. Đó. Cái bộ này có tính năng nhập mã cứu hộ các bạn nha. Nhập mã cứu hộ nữa, mình xin hướng dẫn các bạn luôn. Mình khỏi xài remote này vẫn được các bạn nha. Khi mà mình bị mất remote, mình bị hư á, mình nhập mã cứu hộ cũng được ha. Rồi mình xin phép hướng dẫn các bạn luôn. Đó. Chế công tắc này các bạn.
rất là gọn gàng ha, không để lại lỗi bạn thích đờ mi nè, mở đờ mi bên và mở đèn chiếu sáng đó. Đó, mở pha các bạn, mở pha này ha. Khi mình tắt đèn nha, mình tắt đèn đó, tắt đèn, ok, không tắt quá gọn gàng luôn, mình chế rất là đẹp ha. Rồi ok, bây giờ mình xin phép hướng dẫn các bạn nhập mã cứu hộ không cần đến remote các bạn nha. Đó, không cần remote, các bạn bấm cái lo với lại chiếc xe bấm cùng lúc nè các bạn. Nè mình bấm cùng lúc nè. Đó. Đó, nó kêu tiếng này tít tít ha. Thì bây giờ mã cứu hộ này có 4 thứ tự ha, 4 thứ tự, 4 số 4 thứ tự thì các bạn tự nhập cũng được. Ví dụ như mình cài cho dễ đi ha, 4 số 3 đi ha. 1 2 3 là một lần 4 1 1 1 một lần 4 1 số 3 nha các bạn. Rồi từ từ nhập nè, 1 2 3, đó, một lần một số 3 nè các bạn, một lần một số 3 nè, 1 2 3, hai lần hai số 3, hai lần hai số 3 đó các bạn, 1 2 3, ba lần ba số 3 các bạn, ba lần ba số 3, 1 2 3, bốn lần bốn số 3 đó. Mã của hộ các bạn là 4 lần 4 số 3 đúng không? Rồi bây giờ mình khỏi bấm luôn, thí dụ như cái remote, cái remote SH đi. Nếu mà các bạn lên xe các bạn bấm nó mới ấy được phải không? Các bạn phải đúng không? Còn bây giờ mình để hai remote SH đây nha. Đó, để hai cái đó. Rồi giờ mình bấm, bây giờ các bạn đâu có điện đâu đúng không? Nhấn vô đâu có điện đâu. Mình phải bấm cái logo chìa khóa mình mới mở xe được. Rồi bây giờ các bạn bấm như mình nha, 4 số 3 nha. Ví dụ như mà ăn trộm thì mình bẻ phá không được nè. Đây là bị trường hợp bị mất cái remote các bạn, mất remote mình có thể là nhập mã cứu hộ nha. 4 số 3 đúng không? 1 2 3. Một lần một số 3 nè. 1 2 3, hai lần hai số 3 nha. 1 2 3, ba lần ba số 3. 1 2 3, bốn lần ha. Đó, nó kêu tiếng chuông cuối cùng là nó cho phép mình chạy hay xe ha, khỏi cần tới remote luôn các bạn. Khỏi cần remote luôn. Lúc này các bạn qua cửa hàng mà đã lắp cái bộ này nè các bạn. Rồi mình làm lại remote mới ha các bạn ha. Làm lại remote mới ha. Rất là tốt luôn. Đó. Đó, cái bộ này thì cái trường hợp mà bị mất remote mình có thể chạy xe được luôn, mình nhập mã cứu hộ cho mình chạy xe được luôn, mình khỏi cần tới remote này cũng được ha. Ok, quá tuyệt vời luôn. Bây giờ mình xin phép mình thử tính năng LED Audi đá số đôi màu với lại xi nhan cho các bạn xem. Mở ra mi em ơi. Mi nhấp số 1. Đó, quá đẹp luôn bạn. Vị khách này từ Đồng Nai vào Sài Gòn làm các bạn nha. Đó. Xi nhan cho các luôn em. Đây màu tím nè các bạn, tím cánh sen nha. Xi nhan này các bạn ha. Xi nhan đỏ đỏ màu vàng ở đây luôn em. Đó, cục kêu xi nhan tinh toan giúp cho mình nhớ mình tắt xi nhan các bạn. Xe zin nó không có nha. Mình làm thêm đó. Đây chế độ đèn số 1 các bạn, số 1 nè. Rồi tắt nhanh luôn em ơi. Rồi nhắc số 2 em ơi. Bộ LED này có tính năng đạp số đo màu. Mấy bạn ngoài Bắc thì kêu đạp phanh các bạn nha. Đó, cái từ ngoài Bắc thì kêu đạp phanh, còn trong Nam thì kêu đạp số. Rồi đây là đang là chế độ số 2 các bạn, màu xanh ngọc ha. Số 1 là màu tím, số 2 xanh ngọc, số 3 em ơi. Số 3 màu đỏ các bạn. Qua wow, màu đỏ cực kỳ hợp vào chiếc xe luôn, rất là đẹp các bạn. Số 3 màu đỏ nè, số 4 em ơi. Số 4 màu xanh lá. Rồi mà mở nhanh mang cái luôn em. Đó, theo xin nhanh đổi màu vàng bạn nha, xin nhanh đổi màu vàng. Đó, bên đây luôn em. Rồi, số 4, số 5 em ơi. Đó, số 5 màu xanh lá. Rồi mở nhanh luôn em. Số 5 màu xanh lá. LED này cực kỳ là sáng nha các bạn nha, nên các bạn cứ yên tâm, tại vì màu vàng nguyên thủy xi nhan luôn, giúp cho các bạn ở ngoài nắng không người ta chú ý ha. Rồi số 6 em. Đó, số 6 màu vàng, vàng chanh các bạn, vàng chanh á, vàng mà như trắng rồi đó các bạn, nhìn ở ngoài nhìn rất là chất luôn. Đó, ok, quá tuyệt vời luôn, vị khách này làm full những cái tính năng đặc biệt ha. Đó, ok, rồi xong. À, có bạn nào làm xin liên hệ cửa hàng mình ha, địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú. Số điện thoại mình là 0963574901 nha. Facebook mình tên là Độ Đèn Xe Máy Son Anh. À, mình xin cảm ơn các bạn đã xem hết video, cảm ơn rất là nhiều. Đó, tắt đèn là đi. Dạ. Ok, cảm ơn. Dạ.